Chào mừng các bạn đến với bản tin eSports 360 ngày 31 tháng 5 của Tròn eSports. Hiện tại tình hình dịch bệnh đang rất căng, nên anh em nhớ chú ý an toàn và phải tuân thủ theo những quy định phòng chống dịch của cơ quan chức năng. Đặc biệt là luôn luôn nhớ đeo khẩu trang đi ra ngoài và đừng đến những nơi tập trung đông người nha. Và ngay bây giờ hãy cùng Tròn eSports điểm qua các tin chính có trong ngày hôm nay nào. SBTC eSports trở thành nhà vô địch của Icon Series SEA mùa hè 2021. Bird the Sky eSports liên minh huyền thoại chia tay huấn luyện viên Irish. Cloud9 đưa xạ thủ gốc Việt lên đánh chính thay cho Sven. Lộ tin đồn Samet rời Fnatic do chửi đồng đội. Huấn luyện viên Grand của Sài Gòn Buffalo thả thính MC Maidora với bình luận cực chiến. SBTC eSports trở thành nhà vô địch Icon Series SEA mùa hè 2021. Đây có lẽ cũng là kịch bản mà nhiều người đã đặt ra từ trước, bởi SBTC eSports có đội hình dày dặn kinh nghiệm ở thể loại MOBA và kết hợp rất nhuần nhuyễn cùng nhau, đó là những Minas, TF, Yulai, Kairo hay Akino. Đối trọng đáng gờm nhất của SBTC eSports có lẽ là Saigon Phantom, nhưng đội tuyển này cũng đã bị đánh bại đầy áp đảo trước đó. Tiến đến trận đấu chung kết Icon Series mùa hè 2021, SBTC eSports đã chứng minh mình mới là đội tuyển mạnh nhất của tộc chiến hiện tại. Khi hủy diệt, đội hạt giống là Saigon Phantom với tỷ số 4-1, gặp bại tướng Cerberus eSports ở trận đấu quan trọng nhất mùa giải, đội tuyển này thậm chí còn áp đảo hơn khi không để cho đối phương có bất kỳ ván thắng nào. Tỷ số 4-0 tuyệt đối được ấn định và Tam Kê trở thành nhà vua của Liên minh huyền thoại tốc chiến Việt Nam. Với chức vô địch này, SBTC eSports mang về 800 triệu đồng tiền thưởng, còn Cerberus eSports cũng có được phần thưởng trị giá 500 triệu đồng. Ngoài ra, các hai đội tuyển chơi trận chung kết Icon Series mùa hè 2021 sẽ có vé tham dự Super Summer Cup vào tháng 6 sắp tới. Bird the Sky eSports, liên minh huyền thoại chia tay huấn luyện viên Irish. Trên trang chủ, BTS eSports thông báo huấn luyện viên Hồ Irish Minh Triệu sẽ không còn là thành viên của ban huấn luyện của đội tuyển. Cảm ơn bạn về những đóng góp, nỗ lực trong thời gian làm việc dưới màu áo của BTS. Chúc bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công ở công tác huấn luyện trong thời gian tới, BTS eSports viết. Trong quá khứ, huấn luyện viên Irish từng làm phân tích viên của Gam eSports và Sài Gòn Buffalo trước khi chuyển sang dẫn dắt BTS eSports. Ở VCS mùa xuân 2021, huấn luyện viên Irish cùng BTS eSports đứng áp chót trên bảng xếp hạng và phải đánh vòng thăng hạng VCS mùa hè 2021. Năm ngoái, Sài Gòn Buffalo khi có Irish là phân tích viên cũng đã phải đánh vòng thăng hạng VCS mùa xuân 2021 vì đứng thứ 7 trên 8 đội ở bảng xếp hạng. Cloud9 đưa xạ thủ gốc Việt lên đánh chính thay Sven. Hôm qua 30 tháng 5, Cloud9 đã công bố những sự thay đổi lớn trước khi LCS mùa hè 2021 khởi tranh. Xạ thủ Calvin King Trương được đưa lên đội hình chính trong khi Vance đã bị giáng xuống đội Academy. Ngoài ra, trên băng ghế huấn luyện của Cloud9 cũng có sự thay đổi khi Ranover cũng sẽ đảm nhiệm vai trò trợ lý huấn luyện viên và nhường vị trí huấn luyện viên trưởng cho Mithy. King là xạ thủ sinh năm 1998. Từng thi đấu cho các đội tuyển liên minh huyền thoại hàng đầu của châu Đại Dương như Divorce, Legacy eSports hay Mammoth trước khi gia nhập Cloud9 vào cuối năm 2019. Rotten Dome Summit rồi Fnatic do chửi đồng đội. Theo nguồn tin từ Hulu, một nhà báo chuyên đưa tin về các đội LEC, lý do BYPO thay thế Summit ở vị trí đi đường xuất phát từ việc các thành viên của Fnatic là Nisqy, Upset và Hillsong đều không muốn thi đấu cùng người đi đường này. Mọi chuyện trở nên xấu đi từ chung kết thế giới 2020 khi Fnatic thất bại trước Top eSports, Summit đã đổ lỗi và trút giận lên Nemesis. Cụ thể, Gulu viết, lý do thực sự khiến BYPO phải chuyển nhượng từ đường trên vào rừng là vì Hillsong, Upset hay Nisqy không muốn đánh cùng Summit. Họ thích đánh với BYPO hơn. Rắc rối lớn xuất hiện từ chung kết thế giới năm 2020 sau trận thua của Fnatic trước TES. Khi đó, Summit đã chỉ trích Nemesis cực nặng và đã nổi điên với đường giữa của Fnatic. Đây không phải là lần đầu tiên. Giờ đây, Summit sẽ phải trả giá cho những gì mình làm và mong rằng anh sẽ rút ra bài học khi thi đấu cho Vitality. Và khi ban huấn luyện hỏi rằng có ai đồng ý để BYPO đi rừng hay không, tất cả đều nói có và ủng hộ nhiệt liệt tuyển thủ sinh năm 1998. Cuối cùng, Summit buộc phải rời Fnatic, cô ấy không còn sự lựa chọn nào nữa. Các thành viên của Fnatic đã phủ nhận tin đồn này. Thậm chí bản thân Summit còn đùa giỡn rằng chính anh mới là người đã kick Reckless khỏi Fnatic. Tuy nhiên, nó đã gây ra một làn sóng tiêu cực đối với Summit và đội tuyển Anh thi đấu trong giai đoạn sắp tới là team Vitality. Huấn luyện viên Grand của Sài Gòn Buffalo thả thính MC Maidora với bình luận cực chiến. Mới đây, MC Maidora bất ngờ tung ảnh diện bikini thả dáng quyến rũ bên hồ bơi. Nữ MC xinh đẹp thả thính cực mạnh. Nếu mình thả tim bình luận của bạn, tức là mình thấy bạn dễ thương nha. Thật, không đùa.
Ngay lập tức, hàng loạt bình luận xuất hiện và ai ai cũng mong lọt vào mắt xanh của cô nàng. Đáng chú ý, Ngài Ryan ngay lập tức có mặt ở phần bình luận. Anh đã khiến người hâm mộ phải trầm trồ với dòng chữ: một chữ thôi, ngon. Huấn luyện viên Sài Gòn Buffalo là một trong những người đầu tiên được Madora thả tim vì dễ thương. Thậm chí cô nàng còn bông đùa với Ryan chuyện anh chàng cosplay giả gái trên livestream rằng cô liễu dễ thương quá. Không chỉ Madora, bình luận của huấn luyện viên Ryan còn khiến tất cả phải trầm trồ. Ngài Ryan chiến vậy, thô nhưng thật. Người hâm mộ phản ứng với chia sẻ của Ryan. Thậm chí fan còn đánh giá cao pha xử lý của vị huấn luyện viên này. Ngài Macro pha này hợp lý quá.